Nói lại cái bài vừa rồi và chúng ta theo dõi cái phần tiếp theo. Thì kỳ trước chúng ta đã biết gì là thái cực, sanh lẫn nghi. Rồi lẫn nghi, sanh tứ tượng. Tứ tượng đó là gì anh chị? Cái phần mà dương nhiều nó gọi là thái dương. Hai vật liền dài. Cái phần mà dương ít nó gọi là gì? Dương ít là thiếu dương. Một vật tức là trên, vật liền ở dưới là thiếu dương. Rồi cái phần mà âm nhiều gọi là gì? Thái âm. Hai vật tức. Phần mà âm ít thiếu âm. Rồi tứ tượng sẽ sanh bát quái. Bát quái đó là gì? Càn, cảm, cấn. Chấn, đốn, ly, khôn, bá và đoài. Đây là bát quái. Bát quái thì âm sanh ngũ hành gồm có mộc, hỏa, hổ, kim và thủy. Dương thì sanh lục khí. Lục khí gồm có mộc, hỏa, hổ, kim, thủy và thử. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp. Khi vừa rồi tôi nói đến cái phần dương sanh lục khí. Cái lục khí nó có cái hành thử. Lục khí nó có hành thử. Mà trong ngũ hành không có hành thử. Đây là cái điểm đặc biệt của cái phần dương sanh lục khí mà âm sanh ngũ hành. Thế thì chúng ta đã biết là cái thử khí là do, tôi sẽ vẽ hình này lại, tôi sẽ ôn lại cái phần trước này. Chúng ta thấy đây là cái phần mà của thái cực sanh lẫn nghi đó. Đây là phần dương. Nói đến lục khí, tức là có sáu khí mà nó gọi là khí thì nó vô hình. Mà vô hình thì vô tướng. Cái mà chúng ta thấy trước mặt đây là hữu hình, hữu tướng. Đó. Mà lục khí là của thiên, tức là của trời. Trong cái không khí nó có sáu khí rõ ràng, nhưng mà chúng ta không thấy nó là bởi vì nó vô hình, vô tướng. Nó là thuộc về khí mà. Thành ra vì nó là khí cho nên cái chiều của nó là chiều đi lên. Đó. Còn cái phần mà hữu hình, hữu tướng thì nó thuộc vào cái chiều đi xuống. Chiều đi xuống nó là gì? Gọi là huyết. Phải không ạ? Khi chúng ta thấy nó vô hình tức là thuộc khí, mà khi chúng ta thấy nó hữu hình là thuộc huyết. Đó. Thì sau này, đây là tôi giới thiệu trước, sau này chúng ta đi vào sáu kinh thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đó. Do đó cho nên chúng ta thấy nè, khi chúng ta thấy cái thử
tức là do thủy sanh ra, hễ có mưa là phải có sấm chớp, thử là sấm chớp. Nếu như không có mưa thì chúng ta sẽ không thấy sấm chớp. Như vậy mưa tức là gì? Là hữu hình. Thì lúc bây giờ cái thử nó xuất hiện, tức là hữu hình luôn. Nếu bây giờ không có mưa, tức là nó thuộc về khí rồi, nó vô hình, thì cái thử không thấy. Không thấy đây có nghĩa là nó có nhưng chúng ta không thấy. Đó, bây giờ tôi bắt đầu tôi so sánh cái phần này. Anh chị thấy rõ chưa? Bây giờ bắt đầu tôi so sánh với anh chị coi. Tôi bôi phần này đi nha. Chúng ta xem. Ở trong đất, đây là thiên, đây là địa. Ở trong đất chúng ta có ngũ hành. Thì cái chiều sinh khắc của ngũ hành chúng ta đã biết rồi. Tức là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đây là cái chiều tương sinh của ngũ hành. Thì cái chiều tương khắc của ngũ hành gồm có mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim và kim khắc mộc. Đây là cái chiều khắc của ngũ hành. Ở trong lục khí thì nó khác chút xíu. Chúng ta thấy thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh thử, thử sanh mộc, mộc sanh hỏa và hỏa sanh thổ. Đây là cái chiều của lục khí. Thì chúng ta thấy cái anh kim, cái anh thử và cái anh hỏa, đây là chiều thuộc khí. Cái anh mộc, cái anh thủy và cái anh thổ, đây là cái chiều thuộc huyết. Lát nữa tôi nói ở đây là cái hệ tương sinh của lục khí. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cái phần tương khắc của lục khí. Đó, thì ở đây chúng ta biết đây là cái chiều tương sinh của lục khí. Còn ngũ hành thì cái vòng ngoài này là tương sinh, vòng trong là tương khắc. Ở đây cái chiều của nó thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh thử, thử sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ. Đây là cái chiều tương sinh của lục khí. Tương khắc chúng ta sẽ bàn sau. Phần này tôi chỉ mới ôn lại thôi. Rồi, bây giờ trong hai cái hình này, các anh chị thấy ở cái ngũ hành nó khác với cái lục khí ở chỗ nào? Ở trong ngũ hành không có thử, đúng không ạ? Trong ngũ hành không có thử. Như vậy thì ở trong thực tế, ở trong ngũ hành có thử hay không? Đó, thì bây giờ chúng ta tìm xem thử xem ở trong ngũ hành này có lục khí hay không, nó có thêm cái thử hay không. Đây là cái vấn đề mà chúng ta nên đặt ra để rồi chúng ta đi vào châm cứu nó rõ ràng lắm. Như vậy trong lục khí thì nó có sáu khí rõ ràng, có thêm cái hành thử, và điều này là chắc chắn bởi vì nó thuộc về dương, nó không thay đổi, nó không biến đổi. Khi cái hành thử xuất hiện thì cái chiều sinh hóa của lục khí nó gồm có thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh thử, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Đây là cái chiều tương sinh của lục khí rõ ràng. Còn như ở trong ngũ hành thì như vậy nó không có cái thử, không có cái thử. Như vậy thử có hay không? Mà nếu có nó nằm chỗ nào? Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải tìm cho ra, là chứng minh thử nó phải có ở trong ngũ hành. Sở dĩ nó không có là bởi vì sao? Bởi vì nó không có tướng. Khi nó có tướng nó sẽ có thử.
Bây giờ chúng ta chứng minh, bây giờ tôi chứng minh cho quý vị xem kết hữu ở trong ngũ hành nó là cái gì và nó nằm ở đâu và nó thật sự có hay không. Đây là điều tôi muốn nói chuyện. Bây giờ chúng ta xem nha. Tôi bôi được chưa? Bây giờ tôi chứng minh cho các bạn ngoài. Việc đầu tiên mà chúng ta thấy trong cái bát quái này, các chị thuộc bát quái chưa? Các nàng người nào chưa thuộc học thuộc nha. Chúng ta xem này. Càn. Khôn. Đây là hai tượng của bát quái đúng không? Rồi. Chúng ta có tượng nào nữa? Cảm. Ly. Đúng chưa? Gì nữa? Gì nữa? Tốn. Gì nữa? Chấn. Gì nữa? Đòi. Đòi và đòi và cấn. Đòi và cấn. Đủ bát quái chưa? Đủ rồi phải không? Bây giờ chúng ta xem nè. Đây là bắt đầu tôi chứng minh đó nha. Chứng minh cái thử nó nằm trong ngũ hành đó. Càn và khôn nó là tượng của trời và tượng của đất. Bây giờ chúng ta thấy cái càn này đứng trên cao, cái đất, cái khôn nó đứng ở dưới thấp. Nó tất cả nó đều nhìn thì chúng ta còn lại mấy khí? Còn lại sáu, sáu tượng. Bây giờ chúng ta lấy cái anh càn nhìn vũ trụ, không nhìn dưới đất nữa, mà là chúng ta nhìn xuống thì rõ ràng là chúng ta có sáu tượng đúng không? Loại bỏ cái anh đất rồi đi. Thì như vậy cái càn nó nhìn tất cả vũ trụ vạn vật nó đều có sáu khí, tức là dương xanh lục khí, nó có sáu khí rõ ràng, đúng chưa? Kháng vi thủy này, rồi ly vi vi hỏa này, tốn vi phong thuộc mộc này, chấn vi vi lôi thuộc thử này, rồi đoài vi chặt thuộc thổ này, và cấn vi sơn thuộc kim. Như vậy cái anh càn này nó nhìn vũ trụ có sáu khí, rõ chưa? Rõ phải không? Rồi bây giờ tôi lấy cái đất tôi phải nhìn. Như vậy đất thì nhìn thì chúng ta thấy nó có bao nhiêu hành? Sáu hành. Nó phải có sáu hành. Bởi vì sao? Bởi vì trời và đất chia đều. Cái trời này nó nhìn thì nó thấy có sáu khí. Như vậy cái đất này nhìn có phải có sáu hành? Không thể nào mà không có năm hành được. Nó phải có sáu hành. Nó mới quân bình được âm dương. Đây là sự quân bình của âm dương. Như vậy cái chứng minh thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây, tức là cái đất này nó phải có sáu hành, chứ nó không thể nào mà có năm hành được. Các chị thấy rõ không? Cái trời và cái đất nó phải quân bình, âm và dương phải quân bình. Mà cái trời này nó nhìn vũ trụ vạn vật nó có sáu khí, thì cái đất này nhìn vũ trụ vạn vật phải có sáu hành, chứ không thể nào có năm hành được. Như vậy nó thiếu đi một hành thử, đúng không ạ? Mà hành thử ở đây tôi vừa mới nói nó phải có, bởi vì cái đất và trời nó quân bằng, âm dương nó phải quân bằng thì lúc bây giờ không bệnh. Nếu âm dương mất quân bình thì nó bệnh. Như vậy qua cái hình vẽ này chứng minh được rằng cái thử nó phải có, chứ không phải là không có. Như vậy cái thử nó nằm ở chỗ nào? À, đúng chưa? Hiểu chỗ này không? Các chị phải hiểu chỗ này. Đây là cái lý luận đầu tiên là chứng minh cái thử nó hiện hữu ở trong cái đất. Địa nó phải sanh lục hành, chứ không phải sanh ngũ hành như chúng ta nghĩ. Rồi chưa? Rồi giờ tôi bôi được chưa? Tôi đi tiếp vào nha, phần chứng minh thứ hai nha.